hàng Orenda Thái vừa về nè các bạn. Orenda Hoa Lan. Rồi bây giờ mình sẽ thả ra để anh chị các bạn thích con nào có thể lựa chọn. Lâu lắm rồi mình mới về hàng của Thái đưa Hoa Lan. Còn sọt heo thì bên trại lúc nào cũng có. Hàng đưa Hoa Lan, hàng Thái vừa về. Anh chị các bạn thích con nào thì có thể nhắn qua Zalo mình gửi cái video để anh chị các bạn lựa. Mỗi con đều có video khác nhau hết. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá cảnh, những dòng cá khác như là một số dòng cá thủy sinh, hoặc là nếu mà cá beta thì có thể lên phần tìm kiếm của YouTube gõ phần beta cá mới thì nó sẽ ra. Sau đó anh chị các bạn có thể vào để mình có thể lựa. Đuôi Hoa Lan hàng sọt. Thân nó rất là đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn thích những con đuôi dài. Những con đuôi Hoa Lan rất là đẹp luôn các bạn. Cô chú anh chị các bạn những trại cá cần cá giống về cho sinh sản thì có thể ghé qua để lựa hoặc là liên hệ qua Zalo để đặt hàng. Những con này đầu rất là đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn thích những con Hoa Lan. Dễ thương quá. Cái này là mình thả chỉ mấy chục con ra thôi các bạn, còn số lượng rất là nhiều. Cái mặt dễ thương quá. Cô chú anh chị các bạn thích con nào thì có thể nhắn tin qua Zalo. Hoặc là nhắn qua Zalo rồi bên trại sẽ gửi cái video của tất cả những con này qua. Anh chị các bạn thích con nào thì mình có thể chọn đưa qua làng. Anh chị các bạn yêu thích thêm một số dòng cá cảnh khác thì có thể ghé qua bên trại để lựa. Số lượng cá bên trại rất là nhiều luôn các bạn. Còn bên đây là cá sư tử, size nhỏ lớn gì cũng có hết các bạn. Dòng phi tần hoặc là sọt. Còn cái này là phi tần củ cáp đó các bạn. Còn mình thích những con cổ điển thì có những con đuôi dài, vây dài. Khu bên đây là mình để dành cho cá sư tử. Còn thức ăn phụ kiện thì có đầy đủ. Mình muốn đặt chung với cá luôn thì anh chị bạn có thể mình đặt chung luôn. Ở trong phía trong là dành cho một số dòng cá cảnh khác như là cá dĩa. Hoặc là mình thích thêm một số dòng cá vàng. Una, Renju, Vinh Bông đều có đầy đủ hết các bạn.